xứ là nó có cái khác, tất cả những cái loại khác là nắng chừng nào á, trời nắng tốt thì nó là rực rỡ. Cho nên là ở Quảng Ngãi là nó có một cái nhược so với người chơi xứ, là nếu như cuối năm tháng 11 tháng chạp mà nắng tốt thì xứ nó ra hoa tết rất nhiều. Còn nếu mà trời lạnh mà muộn hoặc là mưa muộn là qua rồi tháng giêng như lúc này là bắt đầu xứ nó mới bắt đầu nó rộ. Cho nên cái ưu điểm của nó là một năm xứ thường ra 4 lứa hoa, cho nên chúng ta có thể chơi quanh năm được. Cái giống sứ truyền thống trước nay là người ta dùng là nó có được cái ưu điểm là rất mạnh. Nhưng mà nhược điểm của nó là chỉ có một màu hoa đơn thuần. Cho nên người chơi lâu năm rồi người ta thấy cái sứ nó một chỉ một loại hoa có một lớp cánh thôi. Thì đến lúc này thì người ta mới đưa những cái giống sứ ngoại nhập vào. Về chúng ta ghép những cái giống sứ đó vào những cái gốc của cái sứ truyền thống, thành ra một loại sứ mới. Về ghép cái sứ thì nó có nhiều cái cách ghép. Ghép mà với những người mà mới tập ghép thì chúng ta có thể là cắt một cái nhánh sứ qua gốc sứ cũ và chúng ta đưa cái một đoạn mắc ghép vào, người ta gọi là ghép chụp á. Nhưng mà ghép đó là nó đơn giản nhất. Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn cũng phải qua kinh nghiệm rất nhiều lần thực hành thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. Thì những người mà người ta tới, người ta đem sứ về thì lúc nào mình cũng có những cái kinh nghiệm, mình dặn khách để cho người ta chăm sóc nó dễ dàng hơn mình. Bởi vì khi đưa về là anh chỉ có 5-3 cây là rất ít, cho nên cái cách chăm sóc nó cũng đơn giản. Là thứ nhất là anh phải làm thế nào để cho đất dễ thoát nước, không bị đọng nước. Sứ là nhược nhất, là nếu như mà đọng nước là hư, cho nên là nó phải thoáng, đất thoáng. Cái thứ nhì là anh bỏ phân hữu cơ, không dùng phân vô cơ. Dùng phân hữu cơ thì nó cái củ của nó sẽ không bị thối. Nói chung là sứ ngày xưa là nó chỉ có một màu hoa hồng đơn. Đến giờ này thì sứ nếu như tính loại thì có lẽ hàng trăm loại sứ. Và cái yêu thích của mỗi người thì nó tùy thuộc vào cái màu sắc cũng như là những cái cách mà hoa nó nở. Thì thậm chí sứ hiện giờ là nó những cái đặc biệt là thậm chí màu gần như màu đen vẫn có bông, có hoa màu đen, màu đen đậm, màu tím than, màu tím, màu hồng, màu vàng sạp hoặc là đỏ, màu nói chung là rất là đa dạng. Thì mỗi một người ta tới, người ta chọn thì tùy theo cái tâm trạng của mỗi một người. Thì có những cái người cái màu tím, khi tôi trồng những cái hoa màu tím và màu tím đen thì cái ụt sứ mà trồng tím đen làm gì, nhưng mà giống người ta là thích cái màu tím, người ta tới người ta chọn. Cho nên là ở đây là nói chung là mình vừa chơi mà vừa giao lưu nữa, cho nên là nó đủ dạng, nó đủ màu và đủ loa để cho tất cả những người tới có thể là thấy cái hoa mình thích. Hoa này nó có cái đặc biệt là nó có màu tím rất là đậm, người ta gọi là màu tím than. Thì cái này là nó hơi ít có. Nói về mà xem sứ thì nó có những cái thời điểm, thường là buổi sáng là khi mà hoa sứ nó vừa lên mà còn hơi sương á, thì có những hoa sứ nó vừa nở nó đẹp vô cùng. Và nói vậy thôi, chứ mà có những lúc chiều tối thì có người lại thích nhìn hoa sứ. Bởi vì tới chiều tối thì hoa sứ nó vẫn rực, chứ nó không có giống như một số hoa là chiều tối là bắt đầu nó ngủ. Hoa sứ nó vẫn nở. Cho nên là tùy theo từng lúc, chứ không phải là chỉ có một cái thời điểm nào đó là mình nhìn thấy nó đẹp nhất. Nói chung là bởi vì tôi chọn cây sứ mà tôi chơi,
Vì nó có bên cạnh cái chuyện mà cái thú mình chơi thì một mặt là về cái thích, một mặt là về kinh tế. Thì về nói về cái sở thích á, thì mình có thể, nếu như mà mình chơi thì mình có thể mua một cái cây sứ trưởng thành về mình để mình chân mình ngắm cũng được, nhưng mà nó không thú bằng là mình ươm từ cái hạt rồi mình xem nó lên và nó phát triển cái củ như thế nào, cái rễ như thế nào, từng bước một của có thể ra mình tìm mình coi sau, coi bắt la bắt sau, hay là mình xem từng nó nở như thế nào, thì cái đó là cái cây thú. Và khi mà cái hoa mà nó nở ra mà có một cái mà có hoa mà hơi lạ, tự nhiên mình thấy trong người nó thoải mái lắm. Cho nên là cái mỗi cái hoa là nó có một cái mà nó làm nó tác động vào cái chuyện mà gọi là cái tâm lý của mình, chứ không phải là tâm linh. Tâm lý của mình làm cho người mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Sau những cái giờ phút mình có thể mình làm nó mệt nhạt thì nó sẽ thoải mái.